Quá đẹp rồi. Giờ Noel không kêu chị nè. Hút chị ơi. Nhưng mà hút một cái bỏ đi phút nữa rồi. Ờ đẹp quá ha. Kìa lên xe chụp hình kìa. Hả? Phương ơi. Phương. Lại đây lên xe từng lập nè. Đó, ngồi giấc này chị Diễm Hương với Thảo Sương đi vô nhà hàng nha mọi người. Chị gái ơi. Cá gì bự vậy trời. Cá mú. Cá rồng kìa. Idol Thảo Sương nha. Đây là quán gì hoàng đế. Hoàng gia. Hoàng gia chứ. Hoàng đế. Hoàng gia. Hoàng gia. Hoàng gia. Đức Phát Hoàng gia. Hoàng gia đến từ Vĩnh Long. Vĩnh Long. Đức Phát Hoàng gia Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long. Được. Yeah. Nó đủ quá trời hết chua. Không, bữa nay gặp chị Diễm Hương đẹp hơn mỗi ngày đó. Nè, vô đây chụp hình đi ơi, vô đây chụp hình đi ơi. Chú đứng đây chụp hình coi. Chui vô luôn, chui vô. Chui vô. Con nãy. Vô chụp hình. Ngồi xuống. Ngồi xuống chụp hình. Được rồi. 1, 2, 3. Nằm xuống. Đẹp không? Bốc lên. Bỏ xuống. Cầm dục cái lại nó luôn. Đi qua đây ngồi nè. Dục cái nón đi. Có phong này. Lưng ơi. Làm gì vậy? Lưng ơi mày làm gì vậy? Thảo Sương nè. Thảo Sương nè mày. Chịu em không? Ừ. Chịu em không? Chịu tao không mày? Lưng ơi. Lưng. Chịu em không? Chào nha, bên đây nè. Thảo Sương chào nha. Chào vui vẻ nghe, em đừng đụng ta nghe. Chào nha. Chị ngồi xuống. Chốt. Đừng khùng nữa, ai đâu. Rồi quên kia ngồi đi chị. Chị Thảo Sương. Diễm Hương, ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đây đi, lưng đầu ghế chồng em đi. Ngồi đây đi. Rồi em với chị Hương ngồi đây đặng quay. Chị ngồi xuống. Lên lên ngồi xuống. Đây nè, qua đây. Ừ. Đây nè, qua đây. Ừ. Chân cho đây đi cho nó gọn. Ừ. Mà.
thường ở để ly lấy cái menu đi chị, lấy đi được cái menu coi, lấy menu coi bấm ra anh nha nè. Đừng xé à, đừng xé à. ABC đi. Tao không biết chữ gì đâu trời. Coi kêu tao gọi. Ơi sụp. Ê bị dịch ổn đi ngó phải. Đập cái ly đi, đập cái ly. Nè. Ê. Cầm cái chén lên. Vô, sụp. Ai dạ. Ai ơi. Trời ơi. Thôi rồi bữa nay nhà hàng đẹp bán đắt nè. Thôi ơi. Ông ấy chửi. Nói chứ nhà hàng mà mình đập chén đập đồ vậy bán đắt lắm. Có sao vậy? Ôi đập đi. Không có sao hết trơn á. Nhà hàng mà đập chén đập ly còn bán đông dữ nữa thiệt. Nó nói thiệt. Hồi đó em làm nhà hàng ở trên Bình Thạnh á. Thấy cứ mà vắng khách là bắt đầu á, quản lý kêu á ra đập ly đi, đập bao nhiêu cái cũng được hết trơn á. Nguyên một mâm ly luôn. Không có sao hết trơn á chị. Nhà hàng mà chị đập chén vậy là người ta bán đắt, không có gì hết, không có sao, bể cái chén là em đền. Không có gì hết. Không, đập ly bể văn lum đứt giò à. Tới máy luôn. Không có sao. Em ơi cho chị mượn cái chổi đi em. Có đang quét. Chị thấy chưa, chị quậy cho em mới quét vậy nè. Mày á. Nói tao. Rồi cái con này. Cái gì dân tới dữ vậy? Phải đập chết luôn mày. Giờ đó giờ quậy đã rồi, giờ ra đập chém, giờ phải quét mọi người. Thấy không? Đó. Chỉ sợ người ta la. Đúng rồi. Nhưng mà nhà hàng thì dập không sao. Chứ vô quán ăn nữa giờ chị đập ta chửi rồi đó. Để người ta liệu mà chửi vậy. Ghé ta đập thôi chứ sao mà chửi. Ở dưới đó kìa. Đây được rồi. Mà nhà hàng đây, đó, đúng 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 đây tới giờ Long An nhiêu cây nữa kìa thôi. Chắc cỡ mấy mấy cây á. Cây. Trời ơi, kìa không có biết kêu gì luôn thôi vậy cái. Có ăn ghẹ không? Nè, bây giờ em đưa chị cái chén khác gì được có đập nữa nghe không? Mày đổ coi cho bạn chén mũ, bà chịu không? Chịu. Ăn chén mũ nha. Ăn chén mũ nha. Bia không biết mũ thì có biết ăn gì. Hey ôi mà nãy giờ người đẹp Thảo Sương đập bể hai cái chén hết cả nhà. Trời ơi.
đều đủ hết. Đều nhầy. Đừng mê đâu tao. Thôi. Hôm nay chồng em dắt em đi ăn nhà hàng nha mọi người nha. Chồng em ở nước ngoài mới về. Mày quay phim hả vậy? Hả? Caramel. Caramel. Cái gì mặc caramel gì đó. Không muốn. Này em bà con. Này nghe bà con rồi chồng em. Anh Tân này cười hoài mệt quá, ngại quá chồng em kìa. Ê, có gì, có lẩu ếch không? Anh động hả? Cậu lắm hả? Chồng em nó ăn biết mà, nhà hàng tặng lịch luôn là biết rồi đó. Thôi đâu ăn hết rồi. Ờ, cứ là đâu ăn rồi. Chưa không có đi. Đổ gì? Đổ gì nó không gì? Đổ lồ hồn chứ sợ lồ. Lồ hồn, lồ hồn. Có miếng đậu cua đồng hay gì thôi hết đi. Đậu Campuchia. Đậu Campuchia đi. Ừ. Ở đâu có tầm thì được rồi. Đừng nằm ớt, đừng nằm ớt. Một cái lẩu thôi. Uống cái gì nè, đừng nằm ớt. Cho nó gọn nó xuống gì đi. Cho em xì tin nha chồng nha. Vậy hả? À, nhà hàng này của bên chồng em. Nãy giờ chị đập bể hai cái chén đó. Ê, hai cái chén đòi 3 triệu kìa. Dữ vậy trời. Quá trời luôn, nhà hàng mà lớn dữ vậy. Hello mọi người nha. Em nói giờ đám tiền xong kêu mình á, giờ xa quá. Xa cũng đi vậy. Ừ. Có gì đâu không đi. Sao cũng đi. Trời ơi, xa cũng đi nữa, bên chồng em lại đi tới nơi trơn. Mọi người ơi, chia sẻ livestream nha. Chia sẻ livestream nha mọi người. Ngày nãy người đẹp Thảo Sương đặc biệt. Một chút xíu rồi nói, chút xíu nữa là bây giờ rời khỏi quán là có người bị nắm lại liền. Mà trong mấy người này không biết ai bị nắm đây nha mọi người. Tôi nói tôi đủ cha. Tại tôi đủ ở đây nè. Tại tôi là. Tại tôi đủ. Trời. Không có, mà chỉ về nhà hàng đồ á. Nhà hàng đồ á chị vô chị bán á mà đập phái mình đập chén người ta. Thật sự. Ừ. Hồi đó em làm nhà hàng ở trên Bình Thạnh á. Nghe không anh ơi, xuống Long An nghe không? Thì cái con nhỏ này nó chịu làm em anh lấy chuyện 300 cc, 320 gì. Hồi đó em làm nhà hàng Bình Thạnh á chị Minh Tân. Quán vắng nha. Cái ông chủ kêu em đặt đi. Em đặt đi không có sao hết trơn á. Nguyên một cái mâm ly con nhỏ nó mới rửa để lên nè, em quên một cái rổn. Rồi bảo quên em cái gì. Để hết trơn luôn. Mà không có la gì hết trơn, ổng ra khách vô rần luôn. Hay cứ mà vắng là kêu du đặt đi vô. Du có dế nè. Phú Lê biết Phú Lê không? Ủa Phú Lê là bạn không hơn cái gì mẹ. Phú Lương. Phú Lương mới là bạn. Chốt rồi mà bị dẫn đi bơm. Anh xuống nhà em làm cho nó nha, nó chịu đi. Hiểu không?
không biết coi có ai làm người hay một cái gì nữa không, ai cắt sửa gì không thì tới đó xuống làm luôn nha. Không, cứ nhà em nha, 9 giờ có mặt ngày